Có thể nói cái con Kawasaki Z300 này á, nó rất phù hợp cho những anh em đã có bạn gái. Đã có bạn gái thì mình chở con này đi trong phố rất là thoải mái. Mọi người nhìn thấy cái dáng ngồi của mình không? Rất là thoải mái luôn. Và đặc biệt bạn gái mình phía sau cũng rất là thoải mái. Đây là một bạn model nữ, Zinit. Chưa có bạn trai, anh em nào muốn info thì inbox mình. Bây giờ mình không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ tập trung vào giá bán em nó. Một con Kawasaki Z300 rất là đẹp, chỉ có 90 triệu, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Rồi anh em nào nhanh tay tập trung alo cho mình, cọc trước thì mình sẽ để xe trước cho anh em nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều, bắt đầu. Xem clip thấy sao? Thấy tôi có đẹp trai không? Lộn. Thấy nón có đẹp không? Nón đẹp không anh em? Nón này mình có bán luôn nha anh em. Chỉ có 550.000 một cái. Một cái nón rất là đẹp thấy không? Rất là ngầu luôn, đủ màu. Anh em vào Zalo mình inbox. Thôi bây giờ không có bia này nữa ha. Người mẫu rồi. Tốn tiền thuê người mẫu thì phải cho người mẫu lấy đồ nha. Rồi đi hết việc rồi đó. Rồi thì anh em á, đây là chiếc Kawasaki Z300. Bây giờ mình còn một cái thắc mắc để nói chuyện với anh em nè. Anh em nói tại sao cái clip của mình phải chèn quảng cáo. Mình chắc chắn phải chèn, tại vì nếu như mà mình không chèn á thì những anh em mua xe nè, những cái tiền mà tặng nhớt tặng đồ cho anh em á thì lấy từ đâu ra? Là lấy từ cái tiền quảng cáo mà YouTube trả đó. Cho nên mấy anh em đừng có thắc mắc tại sao video của mình đều tràn quảng cáo nha. Và anh em xem quảng cáo nhiều giúp mình nha, tại vì mình dạo này bù lỗ rất là nhiều. Những cái món quà tặng anh em á, những anh em mà đã mua xe bên mình rồi thì cũng đã biết rồi ha. Thì bây giờ đây, Kawasaki Z300 rất là đẹp, như anh em đã xem rồi, rất là đẹp luôn. Ngắm xe thôi nha, đừng ngắm gái nha anh em. Giờ sao nữa ta? Điều đầu tiên đây, chìa khóa đây, chủ xe đã lên một cái chìa khóa rất là dễ thương. Rồi đây là chìa khóa Vinh, mã số đầy đủ. Biển số xe là thành phố Hồ Chí Minh 59A3 nha anh em. Đó, chỉ có 90 triệu anh em có thể sở hữu phân khối lớn. Rồi đây, chủ xe lên một cái yên nệm, chạy cực kỳ đã luôn. Anh em mua con xe này về mà để đi tour là đã độ lên cái nệm kim đan sẵn rồi, cực kỳ đã luôn. Đó, quay gần cho anh em xem nè, camera. Rồi, đã lên chống đổ nè ha. Ốp chống trượt bình xăng nè ha. Rồi lên cái này là gọi cái bát tó à, bảo vệ tó nè ha. Rồi cái gì nữa ta, cặp vỏ Michelin nè ha. Rồi hết rồi đó, lên nhiêu đó rồi. Đồ chơi đủ xài. Thì con này là order mới có 13k thôi. Xe rất là đẹp, chất. Mua xe mới tinh luôn anh em. Thì mình sẽ chia sẻ cái cảm nghĩ của mình về con Kawasaki Z300 này ha.
tiêu hao nhiên liệu của nó thì nó tầm bao nhiêu ta, 27-30 cây một lít, không có quá hao xăng. Rồi cái bảng đồng hồ rất là đẹp, qua đây cho anh em coi bảng đồng hồ nè, không có báo số ha, số mo, đồng hồ, giờ, rất là đẹp. Còn cái tốc độ của nó ha, thì anh em chạy tour, mình đã cầm tour con này chạy thì anh em có thể lên từ 160-170, rất là ok. Tốc độ cỡ đó, từ 170 đổ lại, rất là ok. Đầm, chạy rất là sướng. À quên chứ, lên cái chủ xe có lên cái này nè, cái ốp bình xăng nè, rất là đẹp ha, nhìn rất là chất, rất là đẹp. Giờ xe này còn gì đó đâu nói, anh đã review quá nhiều về con xe này rồi, thì chỉ cho anh em coi cái chất xe nó mới như thế nào thôi. Thì cái con xe này ha, đối với những anh em 1m6 vẫn có thể chạy được nha anh em, 1m7 ngồi nó còn kiển chân nè, mà yên này đã đôn lên rồi đó nha, thì ngồi rất là sướng. Những anh em mà đi lại trong thành phố á, mua con xe này đi rất là sướng. Như hồi nãy mình có nói thì có bạn gái rồi, chở bạn gái rất là thoải mái hả? Cặp kính dinh, nhìn đi tour nhìn rất là ok luôn á, nhìn rất là đã. Đó. Giờ còn cái gì nữa đâu mà nói về con xe này ta. Cái độ linh hoạt của nó là thôi khỏi khỏi bàn, ít tốn xăng. Với lại phụ tùng của những cái dòng xe này rất là dễ kiếm nha, không có khó thay thế đâu. Những con xe này mà những anh em dưới tỉnh nó chơi cũng rất là được á, nó không có khó thay thế giống như BMW, Ducati hoặc là KTM, Kawasaki. Phụ tùng bây giờ rất là nhiều, anh em có thể đặt trên Shopee, cũng có thể mua những cái trang web mà mua đồ ấy, anh em có thể đặt được. Rồi kiểu này á thì nó chung cái kiểu series luôn, nguyên cái series là từ Z300, Z650, Z1000, Z900, Z800, nó ná như nhau, anh em có để ý điều đó không? Nó ná như nhau. Rồi con xe này mình đã test rất kỹ, đặc biệt con này có ABS trước sau luôn, rất là an toàn. Ví dụ anh em bỏ 80 triệu ra, anh em mua một cái con MT15, 80 triệu ra để mua một cái con MT15, thì anh em sao không thêm 10 triệu nữa vô cái ABS trước sau, hai mấy 300 phân khối, rất là ok đúng không? Mà MT15 bây giờ nó chỉ có cái phục upside down thôi à, ngoài cái cuộc phục upside down ra không ABS, chạy rất là yếu. Lên con này anh em đi tour rất là khỏe, trèo đèo lội suối phượt Tây Bắc rất là khỏe luôn, ngầu đẹp. Chắc chắn là MT15 không thể đẹp bằng con này. Và con này nó yếu hơn MT03 nha anh em, nhưng mà về cái kiểu dáng á thì con này đẹp hơn. MT03 nói là nó phân khúc 300 phân khối thôi, nó tới 300 mấy rồi, 350 phân khối. Nó đã, mọi thứ rất là mới. Con này thì lên cái bộ độ, anh em nào muốn âm thanh tê tái, tan nát tình làng nghỉ sớm thì lên thêm cái bộ độ. Còn bô dinh của nó thì nó êm thôi, nó êm không có gì hết. Đây êm ru nè. Thì nói với lại con Ninja 300 á, là chung cục máy, chung cây bô, chỉ khác kiểu dáng thôi. Một cái số tiền bỏ ra đó rất là ít ha, mà anh em có thể sở hữu một chiếc xe gọi là phân khối lớn. Và ở đây luôn mình giải thích cho anh em biết luôn nè, phân khối lớn, phân khối nhỏ là sao? Là bắt đầu từ bằng A2 là người ta ép buộc, từ 175cc trở lên là nó được gọi là phân khối lớn. Chứ nhiều anh em nói con này là phân khối nhỏ là sai nha. Bắt đầu từ 175 phân khối trở lên, sử dụng bằng A2 là nó đã được gọi là phân khối lớn. Có nghĩa là một xe 180 phân khối, 190 phân khối là phân khối lớn. Còn dưới 175, xe 160, 155cc, 140, 110 là phân khối nhỏ. Đó, đó là một cách phân biệt. Còn anh em những cái chiếc mà 400, 500, 600 ngàn, có nghĩa là mình nói là phân khối lớn hơn thôi, chứ không phải là nhiều anh em không hiểu là nói con này Z300 là phân khối nhỏ. No, đó là phân khối lớn, theo quy định của pháp luật người ta gọi như vậy. Rồi có ở đâu, địa thắng rất là mới, lại con này mới đi có 13.000 cây thôi, ô đô chuẩn mà. Bố thắng mọi thứ còn hoàn hảo, mua về chỉ có việc chạy thôi. Rồi mình kết thúc clip ở đây, tại bây giờ đã quá trễ rồi. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình, và cảm ơn những anh em đã xem video không bỏ qua quảng cáo, để mình có thêm một chút kinh phí để mình bù vô, để mình tặng quà cho những anh em, những món quà thật là ý nghĩa. Với lại những món quà đó nó thể hiện cái sự anh em chúng ta quý mến nhau và tôn trọng lẫn nhau.
Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh Minh Biker trong thời gian qua. Và sắp tới mình có về áo nhóm, áo tem, mong anh em ủng hộ tiếp theo ha. Rồi, vậy là xong.